đưa đưa đường cột là gì? Làm việc ác mà vô tù tội công an phải bắt phải chi nè. Bây giờ mày giấu tội phạm hay sao mày không dám nói? Mà bây giờ tội phạm mà mày còn giấu chứng cứ, mà còn bao che để nó làm việc ác thêm. Giờ á làm cái nghề YouTube là phải có đạo đức, phải có lương tâm thì tụi con mới tồn tại hoài. Còn mấy con giết một mạng người cũng do cái vé của con. Nó không định. Truyền hình báo chí đều phải không qua bộ thông tin truyền thông và sở thông tin truyền thông và báo chí và thông tin đại chúng thì ngành nào phải có cái đó. Còn con chạy trốn thuế và con làm không có giấy phép thì con sợ công an, chứ còn mấy nhà báo đài truyền hình nó có thẻ phóng viên làm gì sợ quay luôn. Thì tụi con biết là cái thân phận tụi con chưa có giấy phép hành nghề thì mình cũng phải cách trả lời, mình phải nói là tôi vì cuộc sống, vì tôi không có nghề, không có bằng cấp, không có trình độ nên mới làm cái nghề này. Họ giữ rồi đánh rồi họ xua rồi đuổi, rồi mày không biết họ tôi quay lắc tôi bàn họ cái quỳ déo đó tôi kiếm tiền. Mày nói không nhận, mày nói khẳng với công an vậy công an giúp mày. Còn mày nói tào lao tôi không có quay đâu, mày nói láo, mày nói không quay không làm gì mà sao có cái kênh, mà có cái kênh tháo dở mày không tháo dở. Sống phải nói thật sự thật. Rồi các cô chưa, mày làm nghề nào phải có đạo đức. Mày, người ta tội phạm mày nói thẳng tội phạm, người ta là giết người cướp của mày nói thẳng giết người cướp của, rồi mày làm sai mày nói mày sai, mà người nào phải nói đúng rồi đó. Cái hằng hiền mày cứ giặt mày nói xấu, còn cái hằng ác mày không dám nói là sao. Mày việc ác đó tao đưa vô gì, tao đưa đồ đường cột là gì, làm việc ác phải vô tù tội công an phải bắt phải chi nè. Bây giờ mày giấu tội phạm hay sao mày không dám nói, mà bây giờ tội phạm mà mày còn giấu chứng cứ mà còn bao che để nó làm việc ác thêm. Giờ á làm cái nghề YouTube là phải có đạo đức, phải có lương tâm thì tụi con mới tồn tại hoài. Còn mấy con giết một mạng người cũng do cái video của con. Nó thù địch, người ta đang ghét kia mày quay mày nói xấu này đi kiếm kia giết là mày cũng là tội phạm. Mày không sử dụng nhưng mày tạo cái cơ hội video đó cho người ta làm việc xong. Rồi nhờ cái giết người cướp cổ mà lúc mà quay con quay lén á, mà lúc đó là cái công an cũng cảm ơn con, mà nhà nước cũng cảm ơn và bằng chứng. Ví dụ người ta quýnh lộn đi, tôi giết người đi, cái đó là cái bằng chứng để cứu cái mạng mà cái thằng kia giết kia. Mà tự nhiên cái khúc mà đang đánh, khúc ra đang giết, bay cắt, bay bỏ hết. Bằng chứng đâu để cứu người? Bay cắt cái việc ác, bay đỡ cái thằng xấu thì bị đánh, bị giết mà không điều tra là vụ án. Thì đó mày giết người thôi, mày cứu người. Rồi người ta nghèo, vậy làm cho nghèo thêm. Rồi mày ác, người ta làm cho ác thêm. Còn người ta xấu, mày làm cho xấu thêm. Thì các kênh YouTube cũng vậy, mình soi bói những chuyện gì, cái gì bản hiệu gì quay cũng được, là người nào cũng quay được. Không có quan bị cấp trên, cấp dưới, cấp nhỏ, cấp to, ông này, ông bà nội, cái nào làm cũng được. Đó, nên là tụi con làm kênh YouTube phải có đạo đức, làm kênh truyền thông báo chí phải đạo đức, quay phim chụp hình phải có đạo đức, phải sống thật, chính mình và người khác phải coi trọng mình. Khen thầy thì họ mới khích cho con quay nhiều, họ cũng cho con tiền để lại quay thầy. Rồi con làm việc đúng mà thầy nói đúng thì họ cũng cho con xúi vô, hoặc là họ mướn con lại để quay thầy để gì, họ coi hàng ngày cái tin đó có sự thật. Ví dụ như những sự kiện nào mới nhất thầy nói mà nó có thật thì nhờ nhà nước ta cũng tôn trọng, đảng nhà quan trọng, công an điều tra ta cũng quan trọng, rồi bao nhiêu tin tức báo chí truyền hình ra ta cũng coi trọng. Nhờ cái tin tức thầy mà họ biết được, rồi công an điều tra ra được, rồi sự kiện đó nó có thật. Rồi tu hành cũng vậy, việc đó thầy tu đúng tu sai thầy cũng nói ra, là thầy luật sư, rồi thầy là một người cảnh sát điều tra, mà tụi con nói điều tra ra không có ai cho điều tra nữa. Giờ con làm việc, giờ con đang làm chức vụ to mà con nói không đúng, mai mốt con cũng không ai cho con làm nữa, con sẽ về hưu sớm, còn mấy con kêu con không làm việc nữa. Đó, giờ con nè sống phải khắc khà,
Ở giống như này nè đó, thầy ở ngồi hoài mà trong nó vô nó đục phá hư chìa khóa của thầy, cưa cửa lấy tiền lấy của lấy máy móc. Đó, ở thầy ngồi ngoài này trong nó còn cưa còn lấy được. Đâu thầy sẽ cấm hồn này nè. Hả? Sáng nay luôn hả thầy? Hôm qua. Hôm qua luôn. Qua chứ kia bữa trước thầy nó khóa thầy mở không được, cái mở ra đằng cái tống là cái tối á chuẩn bị đi ngủ mở không ra. Bẻ mở hoài không được, thầy phải lấy đồ thầy cưa ra thầy mới vô được. Rồi cái chìa khóa giờ phải nhờ tụi con mua lại. Mua chìa khóa tốt tốt để thằng ổ thầy ổ. Nó cưa vậy nó có vô được chùa rồi lấy cái gì mà đúng rồi. Thì lấy tiền. Không lấy giờ mày lấy tại cho mày. Bao nhiêu tỷ thôi? Mấy ngàn tỷ. Mấy ngàn tỷ. Thì em cắp, bây giờ con có tí cũng là mắc rồi. Thầy bảo công an chưa? Mày du duyên, mày bảo mày có chứng cứ không? Thì thầy nói là cướp nó cứ mấy ngàn 2 triệu trở lên là mình bảo không ăn bắt nó được rồi thôi. Biết đâu bắt. Bây giờ nó coi lại camera của coi coi cái gì không có tác dụng. Mấy ngàn tỷ là còn mày có hồ sơ. Tại vì bạc hay chuyện kia nó tóm gọn lại. Thầy nói giờ có hồ sơ để đóng đóng không có coi mày đừng có ngồi trông mong trông ngóng. Mà thầy con sót mấy ngàn tỷ hả? Không. Trời ơi thầy tiền hết rồi, quá trời. Tiền nhiều ít giờ tao còn hồi xưa kìa. Tao vừa mất tiền mất của iPhone nó có hồi xưa của toán 7 là còn mắc. Rồi máy vi tính của tao mua mười mấy chục triệu còn mắc. Rồi tiền của tao, ca thẻ, ngân hàng, giấy tờ nó cũng cốp hết. Mà mày kiện ai? Mày kiện lúc mày cốp, mày làm gì có cái điện thoại ai cho mày quay mà có chứng cứ mày dựng hiện trường lại. Nó điều tra là có cô hải lúc nào có nào rồi nó bắt. Chứ bây giờ mình bỏ mất mấy ngàn tỷ để cho nó luôn rồi. Chứ sao? Thì giàu quá trời thì con đi. Nếu mày kiện nó là mày ngu. Mày cho nó là mày khôn. Sao khôn hả? Tự nhiên cho cướp mấy ngàn tỷ vậy thì không cho người dân nghèo hoặc là cho người con. Thì cái chuyện này thì nói này này giờ tụi bay làm cái kênh này tao nghe tao biết rồi. Kiện cáo cái gì? Mày muốn kiện tao phải có chứng cứ. Mày muốn xấu nói xấu tao phải có chứng cứ là nó đem giết mày luôn á. Tại vì thầy nói một khóa kia thầy nói. Thì đó mày chứng cứ khi chi khóa không rồi người mày không thấy hình ảnh gì. Còn cơm ra. Nó trước khi nó cướp nó còn khôn mày. Thầy có camera đó, đúng rồi. Chứ có. Mày đừng khép mày biện luận đừng có xạo xạo. Mấy ngàn tỷ thầy mà. Thôi mấy ngàn tỷ thôi. Thì lúc nào thầy cũng có tiền. Không bao giờ mà người giống như tụi con đi vậy không có tiền sao không đi ra được. Con có 50 ngàn nhưng mà thầy tính mấy ngàn tỷ nó khác nhau mà. Ừ. Rồi em cắp trộm hàng ngày đó gì treo nóc nhà chiêu xuống. Còn mấy luồn luồn ở đài rào nhảy hàng rào. Còn mấy treo cái cây nhảy xuống. Còn mấy nó cũng chui chui ví dụ ban ngày vậy nó vô khắp nhang. Đứa này đứa kia cái nó chui vô phòng thầy nằm dưới giường nằm vô cái hốc ở cọ mấy lén thầy vừa tới này cái chui qua góc kia cái thầy ba cái chắc trời đã cứ ấm trộm mà cái chuyện gì ấm trộm chuyện gì nó cũng làm chuyện được nó nhàm nó cũng dở to anh lên cọ mấy nó cũng dở to anh lên nó đứng trên còn mày đi ra phòng mày đóng cửa ở đầu nó tự tấm to này chui xuống rồi mày đến cái mày đi nữa cái bắt đầu nó đẩy đồ lên trên cái mày về cái là nó đi ra đám cắm trộm giờ thầy chỉ dễ lắm. Nó tới hai ba đứa, nó ở trong chùa đi. Cái nó lấy đồ, cái bạn bè nó ngồi trước. Nó ảnh truyền ra ngoài đường là anh lấy đồ. Giờ mày có xé nó đi, nó cũng không có. Điện thoại, tiền bạc, giấy tờ, bất cứ cái gì. Nó không cấp, nó truyền ra giờ nó có điện thoại. Nhắn tin nhau với phận có phe. Đứa chồng, đứa hoài. Còn cái đứa cho bộ nói chuyện với mày nè. Lại thằng đông nói chuyện mày. Đứa đi vô chồng, đứa đi vòng vòng, đứa ngoài đường. Nó liên kết với nhau rồi, nó lấy mày không còn thứ gì. Thằng mày nó cũng lấy đi, vừa chơi vừa quýnh vừa làng mà còn sướng mà còn có tiền. Không nhớ giờ phụ nữ với đàn ông cũng dễ bị dụ. Vừa cướp của, vừa chơi sướng mà vừa mọi thứ nó dụ mày gì mà cũng phải. Rồi nó có bạn bè đẹp, chọn mấy nó xấu đi. Rồi mày yêu ai là nó giới thiệu cho đó liền. Nó làm tiền. Giờ con trai cũng làm trai bao, kêu bằng trai cũng kêu bằng trai lấy nhau, nữ lấy nữ cũng vậy. Mày thích nữ là nữ đến với mày, mày thích trai là trai đến với mày, mày thích gì là nó có nhu cầu cuộc sống. Giống như giờ làm cái nghề massage, đàn ông massage đàn bà massage. Già trẻ mấy lần giờ nó hút lát hết, miễn mày coi. Nó ra giá 500, 5 triệu, 50 triệu. Chỉ cần mày thích giới nào nó đem giới này nó bán cho mày coi. Nó bán cả cuộc đời mày, không tin mày đưa cho nó 100 tỷ đi. Đó, mày lấy thằng đó về cha mẹ cũng gả luôn rồi cha mẹ cũng giao công khai đàng hoàng. Giờ nói mày giờ cha mẹ nghèo khổ giờ mày hôn mày thương con đi cái mày nói giờ tôi kêu con gái của bác bây giờ bác 100 tỷ bác chịu không
cha mẹ nó không chịu, không lẽ rỡ quỳ lại đây là mày lấy giùm tao ký liền rồi. Có cha mẹ nào mà không gì đồng tiền không? Thầy mày ốc kêu bao nhiêu tiền hả? Thằng này ngàn cũng không đáng, có cỡ ngàn tỷ chứ. Đó rồi, giờ thầy nói nhiều cái vấn đề đến chùa chuyện âm cắp âm trộm, đôi dép nó cũng đổi. Rồi điện thoại Phật tử đó không cấp thầy chùa thì nó cũng cấp khách. Ví dụ điện thoại để sơ hở nó lấy của Phật tử, hoặc đông người lấy chen lắng á nó lấy. Còn mấy máy vi tính, còn mấy đôi giày, đôi giày mũ hoặc dép mũ. Rồi xe cộ, xe Honda không đến chùa ở ngoài cổng mà không có người giữ thì nó lấy xe. Đi chùa sao xui quá, đi chùa sao mắc xe, mắc điện thoại, mắc vi tính, mắc tiền, rồi bị cướp nữa. Ừ, cái về nó thôi hận thù, từ nãy tao không đi chùa nữa. Đi chùa tao bắt xe, đi chùa bắt điện thoại, rồi đến chùa tao bị cướp nữa. Xui là do ai? Giờ mày nói tới đến chùa mày y. Mày nhớ đến chùa có nhiều bà già già kìa, cái chậu kiển này. Trời ơi, có cái cây cây trồng, bà lại bên lắc, bà quậy cái chậu lên, có con cá anh chở, bà quậy 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 y như nó. Rồi nít nó phá, bà già phá, không có người lớn phá. Rồi cái cây kiển cái đầu thầy khảy để đẹp lên đẹp quá, cái không sinh. Cái muốn lấy xong rồi mới sinh. Hả? Thầy nói nhiều cái khóa gì quậy phá. Thì cái âm cắp, âm trộm, lừa đảo, quậy phá. Mày hết tình mày phải quấy quậy chùa, quậy miễu. Ở ngoài đường mày không quậy phá nhà, ta bị quậy phá đi, người đỡ người đồng. Mày lại mày quậy thầy chùa, kêu thầy chữ đựng chữ. Rồi mày đập phá đồ thầy chùa, kêu thầy chùa không đền, không điện công an. Mày không phá ai nói. Mày tới mày chơi đàn bộ mình lịch sự, mà tiếp là có giờ. Tiếp mày cũng tôn trọng ta chứ, mày tới mày quậy mày phá mày đến. Giờ ăn, giờ nghỉ, giờ làm việc mày không tới, giờ không làm việc mày quậy mày phá. Đó nên là nhiều vấn đề, hết đến này chưa thầy nói cái khác. Thì vấn đề giờ người ta đến, ta xúi dục anh em, bà con. Như chùa thầy cũng vậy, đắc thầy có nhiêu đây, đắc ai mà muốn lắng thầy được không? Rồi thầy muốn lắng ta được, mày có hàng rào, có hàng...